70.000 view, hồi sinh phong trào phản đối luật an ninh mạng. Sau khi Facebook tuyên bố trước Thượng viện Mỹ rằng họ sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, đã kích thích phong trào dân chủ Việt Nam tìm cách khôi phục phong trào phản đối luật an ninh mạng. Cụ thể, khi bà Sandy Sandbay, đại diện của Facebook, trả lời Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong phiên điều trần ngày 5 tháng 9 tại Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ rằng công ty này không có máy chủ ở Việt Nam và không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, trừ những ngoại lệ ít ỏi khi xảy ra những mối đe dọa nghiêm trọng. Ngày 14 tháng 9, đài RFA tiếng Việt, luật khoa tạp chí và HeadChange đã đồng loạt đăng tải tin này. Trong đó, clip của nhóm HeadChange đã có 70.000 lượt xem, khiến họ cho rằng cộng đồng vẫn đang quan tâm đến việc phản đối luật an ninh mạng. Bị kích động trước tin vui này, ba nhóm luật khoa tạp chí HeadChange và Việt Tân bắt đầu kêu gọi cộng đồng khôi phục phong trào phản đối luật an ninh mạng mà chính họ đã phát động và duy trì trong suốt tháng 6 và tháng 7 2018. Lần này, với sự hỗ trợ của luật khoa tạp chí, nhóm HeadChange đã công khai hóa một số group Facebook mang tên là SafeNet. Theo lời giới thiệu và nội quy nhóm được soạn vào ngày 9 tháng 9, thì đây là group để trao đổi về luật an ninh mạng và công cuộc bảo vệ tự do trên mạng, và kêu gọi cộng đồng đóng góp bài cho group kích hoạt chiến dịch phản đối luật an ninh mạng, cùng kêu gọi cộng đồng ký kiến nghị yêu cầu Quốc hội hoãn thông qua luật an ninh mạng để có thời gian sửa luật. Đã có 12 tổ chức đồng ký tên vào kiến nghị là nhóm SafeNet, HeadChange, nhà xuất bản Giới Vụn, Sinh viên Nói Vì Sinh viên, Tinh thần Khai Minh, LEA, nhóm hoạt động về giáo dục bình đẳng, nhóm hoạt động mở vì công lý giới tự do lựa chọn, Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam, Cộng đồng LGBT Đồng Nai, Green Chi và Phong trào Lao động Việt, phong mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam. Hiện kiến nghị này mới thu được 1.800 chữ ký, một lượng khá nhỏ so với hai đợt ý kiến nghị mà HeadChange từng phát động trong tháng 6 2018. Cùng thời điểm đó, ngày 14 tháng 9 năm 2018, Vietnamnet đăng bài báo lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, tường thuật cuộc gặp giữa phó chủ tịch Facebook Simon Miller và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vào sáng ngày 14 tháng 9. Trong bài, ông Hùng ví Facebook như con dâu về nhà chồng và vì thế cần phải tiếp nhận và thích nghi với văn hóa, nếp sống hàng ngày của gia đình nhà chồng. Đáp lại, ông Miller cam kết sẽ lập nhóm làm việc chung để hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, đồng thời nói rằng ở một số nước chúng tôi chỉ là một trong các nàng dâu, nhưng ở đây chúng tôi là nàng dâu trưởng. Trước bối cảnh đó, BBC tiếng Việt nêu lên vấn đề phát biểu của Facebook trước Thượng viện Mỹ và trước chính phủ Việt Nam đang mâu thuẫn nhau. Ngày 19 tháng 9, nick Facebook Mạnh Kim viết một bài dài trích dẫn nhiều số liệu từ báo nước ngoài để khẳng định rằng Facebook đang đi đêm với chính phủ vì ham lợi nhuận. Bài báo cho biết từ tháng 7 đến tháng 12 2017, Facebook đã chặn khoảng 55.000 bài tại chừng 20 quốc gia. Mạnh Kim cũng liệt kê một loạt các nick người Việt mới bị Facebook khóa gần đây như Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chu, Trần Quốc Quân, Trương Châu Hữu Danh. Sau khi đăng bài vừa nêu khoảng một ngày, nick Facebook Mạnh Kim bị Facebook khóa. Sự việc này lập tức kích hoạt làn sóng tức giận từ phía các nhà dân chủ mạng. Tuấn Khanh đăng lại bài của Mạnh Kim để phê phán Facebook vi phạm quyền tự do ngôn luận, đồng thời kêu gọi dân mạng ủng hộ cho mạng xã hội Mai. Lê Hoài Anh chế ra cụm từ dân oan Facebook để gọi những trường hợp như Mạnh Kim. Nguyễn Hoàng Anh phàn nàn rằng có cảm tưởng Facebook như Giao thông Hà Nội, chỉ người tử tế bị tóm, còn bọn bán hàng online đưa tin scandal, bọn du côn ngang nhiên tạt đầu xe người khác vượt đèn đỏ, tự cứ bị chân như vậy. Như vậy, chiến dịch này của giới dân chủ vừa kích hoạt rầm rộ đã bị vùi dội gáo nước lạnh, vừa vớ được thông tin Facebook hứa với Thượng viện Mỹ sẽ không tuân thủ luật an ninh mạng của Việt Nam, thì mấy ngày sau
lại thấy Facebook hứa với các quan chức Việt Nam rằng họ sẽ tuân thủ luật an ninh mạng, đã khiến phong trào phản đối luật an ninh mạng bùng tắt trong những lời chê trách của tập đoàn Facebook. Qua vụ việc này, có thể thấy giới đấu tranh mang mác đấu tranh dân chủ Việt dễ thiếu viễn kiến, thiếu tự chủ và chỉ biết quay như trong chóng trong các dòng truyền thông. Họ chỉ phản ứng một cách bị động trước phát ngôn nhất thời của các quan chức, chính phủ hoặc các tập đoàn nước ngoài để tạo các sóng truyền thông nối tiếp nhau rồi duy trì hoạt động của mình bằng cách khai thác các sóng đó. Bởi vậy, những vụ hố đạn này kèm theo các chiến dịch đầm rộ sớm nở tối tàn gây cười cho cộng đồng mạng sẽ còn dài dài.